Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin được chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên thế giới. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những tin tức chính ngay sau đây. Những điều cần biết về biến thể COVID-19 mới nhất XBB.1.16. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 trong những ngày nghỉ lễ, kích hoạt bệnh viện dã chiến số 13. Nếu cùng thời điểm, thành phố Hồ Chí Minh có 50 ca COVID-19 nặng. Kính thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng quay trở lại với biến thể phụ của Omicron. Những điều cần biết về biến thể COVID-19 mới xuất hiện XBB.1.16. WHO đang theo dõi biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đã được xác định ở khoảng 20 quốc gia. Biến thể mới XBB.1.16 khiến các ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ tăng nhanh, có thể lây ở trẻ em, với triệu chứng bổ sung mới nhất là viêm kết mạc. Theo tiến sĩ Maria Vaz Cascos, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chỉ ra XBB.1.16 có thêm một đột biến khiến biến thể phụ này dễ lây nhiễm hơn và dễ mắc COVID-19 có triệu chứng hơn. Theo chuyên gia WHO, biến thể XBB.1.16 đã lưu hành được vài tháng và dường như không gây ra các triệu chứng COVID-19 nặng hơn. Hầu hết các mẫu xét nghiệm XBB.1.16 được lấy từ Ấn Độ, nơi biến thể phụ này đang chiếm chủ đạo các ca nhiễm COVID-19. Biến thể mới XBB.1.16 còn được gọi là Asturus đang làm gia tăng đột ngột các ca nhiễm COVID-19 mới tại Ấn Độ. Ấn Độ ghi nhận hơn 6.000 ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày. Biến thể phụ XBB.1.16 đã làm hàng nghìn người mắc COVID-19. Hiện tại, biến thể phụ này chiếm 10% các ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ. Cho đến nay, biến thể phụ XBB.1.16 đã phát hiện ở một số quốc gia. Ngoài làm gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm mới, các chuyên gia dịch tễ học cũng nhận thấy các triệu chứng mới chưa từng thấy trong các đợt dịch trước đó, đặc biệt là biến thể phụ mới này làm lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em. Các triệu chứng COVID-19 khi mắc biến thể XBB.1.16. Tại Ấn Độ, các bệnh viện lại bắt đầu tiếp nhận các ca COVID-19 ở trẻ em sau 6 tháng, hầu như không ghi nhận ca nhiễm do biến thể mới XBB.1.16. Theo bác sĩ nhi khoa Vipin M. Visastha, Trung tâm Nghiên cứu và Bệnh viện Mashhad ở Bindor, Ấn Độ, một số triệu chứng của COVID-19 phổ biến nhất bao gồm sốt cao, cảm lạnh, ho không có đờm. Nhiều người mắc COVID-19 bị viêm kết mạc, ngứa kết mạc và da rỉ mắt, khiến mí mắt dính vào nhau. Triệu chứng không thấy trong các đợt dịch trước đó. Các chuyên gia trước đó đã cảnh báo về XBB.1.16 khi tiết lộ rằng biến thể mới này có thể lợi thế tăng trưởng 140% so với XBB.1.5 nên dễ lây lan hơn. Một số triệu chứng của COVID-19 bạn nên lưu ý bao gồm sốt, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi, đau cơ và tiêu chảy. Mặc dù biến thể XBB.1.16 không gây ra các triệu chứng nặng, bạn cần lưu ý một số triệu chứng COVID khi mắc biến thể XBB.1.16 không khác với biến thể COVID-19 trước đây. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho rằng XBB.1.16 có thể gây ra nhiều ca nhiễm và tái nhiễm đột ngột hơn ở những người có miễn dịch nhờ tiêm vaccine hoặc từng nhiễm COVID-19 trước đó. Biến thể XBB.1.16 lần đầu tiên được phát hiện ở Brazil vào tháng 3 năm 2023. Biến thể XBB.1.16 có một số đột biến khiến nó trở thành biến thể khác nhau, chẳng hạn như biến thể Alpha, Beta, Gamma và Delta. Tiến sĩ Charles Dahari chỉ ra những khác biệt giữa biến thể này và những biến thể trước đó. Biến thể XBB.1.16 có tỷ lệ lây truyền cao hơn, nghĩa là COVID-19 có thể lây lan dễ dàng hơn từ người này sang người khác nếu bạn bị mắc biến thể này. Biến thể XBB.1.16 có tỷ lệ chuyển nặng thấp hơn, nghĩa là rất ít gây ra các triệu chứng COVID-19 nặng và ít phải nhập viện hơn so với biến thể trước đó. Biến thể XBB.1.16 có thể lẩn tránh hệ miễn dịch cao hơn, nghĩa là tỷ lệ mắc COVID ở người đã có miễn dịch nhờ tiêm vaccine do từng mắc trước đó cao hơn so với biến thể trước đó. Để ngăn chặn sự lây lan của biến thể XBB.1.16, Ấn Độ khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa sau đối với người dân để bảo vệ bản thân và ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19. Đeo khẩu trang, che mũi miệng ở những nơi công cộng hoặc khi ở gần những người không cùng nhà. Duy trì khoảng cách xã hội ít nhất 2 mét với những người khác, tránh những nơi đông người và kém thông thoáng. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng chất khử trùng hay cồn rửa. Hãy tiêm phòng COVID-19 càng sớm càng tốt nếu bạn đủ điều kiện và chưa tiêm phòng. Cân nhắc các mũi tiêm tăng cường và nhắc lại nếu bạn đủ điều kiện. Nếu bạn có các triệu chứng của COVID-19, chẳng hạn như sốt, ho, khó thở, mất vị giác, khứu giác,
hãy tự cách ly tại nhà và tìm kiếm sự chăm sóc y tế, tuân thủ hướng dẫn và quy định của cơ quan y tế địa phương để xét nghiệm, kiểm dịch và cách ly. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng ứng phó dịch COVID-19 trong những ngày nghỉ lễ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ngành, ủy ban nhân dân quận huyện và thành phố Thủ Đức về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác, tuyên truyền vận động người dân, du khách chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông gắn với phòng dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế tổ chức các điểm tiêm vaccine COVID-19 hoạt động xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, trong đó đảm bảo mỗi quận huyện, thành phố Thủ Đức duy trì ít nhất 2 điểm tiêm. Cơ sở khám chữa bệnh tăng cường tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đối với những người thuộc nhóm có nguy cơ, những người chưa tiêm đủ liều khi đến khám chữa bệnh tại các đơn vị. Phối hợp với Sở Thông tin Tuyên truyền, đẩy mạnh công tác truyền thông về tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, V2K, khử khuẩn, khẩu trang và tiêm vaccine đầy đủ, đặc biệt thuộc nhóm người có nguy cơ của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống dịch hiện hành. Các bệnh viện chủ động rà soát các nguồn lực, khôi phục lại hoạt động của đơn vị khoa điều trị COVID-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ. Bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 khi có chỉ định nhập viện, dự trù thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị, vật tư y tế phù hợp với phương án thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 khi dịch bệnh có khả năng diễn biến phức tạp. Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện được phân công chuẩn bị phương án sẵn sàng nhân sự chuyên môn, vật tư, trang thiết bị y tế để vận hành bệnh viện dã chiến số 13 trong vòng 24 giờ. Trong trường hợp số bệnh nhân COVID-19 nặng điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh tăng lên đến 50 ca trong cùng một thời điểm, Sở Y tế sẽ kích hoạt trở lại hoạt động của Bệnh viện dã chiến số 13. Trong ngày 27 tháng 4, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh giao ban trực tuyến với tất cả các bệnh viện và trung tâm y tế nhằm quán triệt đến tất cả các đơn vị luôn chủ động trong công tác tiếp nhận điều trị COVID-19. Theo báo cáo trong ngày, thành phố Hồ Chí Minh có 298 ca mắc COVID-19, trong đó có 88 ca nhập viện, 29 ca xuất viện. Hiện tại, các bệnh viện đang điều trị 353 ca COVID, trong đó có 97 ca cần hỗ trợ hô hấp, 16 ca đang thở máy xâm lấn, 11 trẻ em và 14 phụ nữ mang thai. Theo lãnh đạo của Sở Y tế, dịch COVID-19 đang có xu hướng diễn biến phức tạp với số ca mắc mới tăng. Số ca nặng có xu hướng gia tăng và đã xuất hiện trường hợp tử vong. Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị rà soát củng cố các nguồn lực đảm bảo công tác phòng chống dịch, đặc biệt trong ngày nghỉ lễ sắp tới, tăng cường giám sát công khai điểm tiêm vaccine phòng COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Phan Trọng Lân đề nghị, trước diễn biến gia tăng ca mắc COVID-19 thời gian gần đây, các địa phương cần tăng cường giám sát trong bối cảnh nghỉ lễ kéo dài, đặc biệt là sau vài năm đại dịch COVID-19. Nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương cũng như du khách nước ngoài đến nước ta dự báo sẽ gia tăng. Như vậy, nguy cơ dịch bệnh sẽ gia tăng. Đặc biệt, sau kỳ nghỉ lễ, khi người dân trở lại làm việc, công tác phòng chống dịch bệnh cần được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ hơn. Sau đó, sau kỳ nghỉ lễ, các trường học bước vào kỳ thi. Sau đó, ngành y tế các địa phương cần tiếp tục tăng cường phối hợp với ngành giáo dục đào tạo để đảm bảo sự an toàn phòng chống dịch trong nhà trường. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân đề nghị các viện Pasteur, viện vệ sinh dịch tễ, khu vực cần phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành đã được phân công, tăng cường giám sát đánh giá thêm các ca nhập viện ca nặng, từ đó có dữ liệu để tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch, tiêm vaccine, đồng thời tăng cường lấy mẫu để giải trình tự gen các ca bệnh để kịp thời có thông tin về biến thể. Về tiêm vaccine phòng COVID-19, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nêu rõ, chúng ta tiêm vaccine cao, do đó vaccine vẫn có tác dụng trước biến thể Omicron. Tuy nhiên, đề nghị các địa phương công bố công khai, cập nhật địa điểm tiêm vaccine để người dân dễ tiếp cận. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình dịch bệnh của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế, tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị hãy đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh bản tin 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại.